rất là nhiệm màu, có nghĩa là những cái gì mà con đọc trong truyện cổ tích đó, hầu như là nó hội tụ đủ ở nơi thầy đó, nên con muốn là giống như là bản thân con trải nghiệm, và con muốn đem cái cách học này, cái pháp môn này đến rộng rãi hơn với mọi người. Lúc đó con nghĩ là giống như là bị cô ép nên mới đi thôi, thì lần đầu tiên con gặp thầy, xong rồi thầy nói là hướng dẫn về phương pháp, con cũng tham gia con học. Ngày lúc đó là con có em bé, con có em bé thì trong quá trình con đi học, con mang bầu ai cũng cười, thì lúc đó con không có được thực tập. Thì khi mà công việc con ổn định lại rồi là con tham gia vô cái khóa học được rồi, thì trong cái quá trình mà con tham gia đó là con cảm thấy là cái sức khỏe của mình nó phục hồi rất là nhiều, mà nhân viên là do cái sức khỏe con tốt và vị sư cô đó thấy như vậy á, nên là cũng giới thiệu một vài người đến để con giống như thực tập vậy. Rồi con chữa cho một vị chủ trì á, là bị thoát vị đê điện mà hết. Rồi cái ngài cũng giới thiệu cho con á, hầu như là con hiện tại bây giờ là con theo những cái vị con đi chữa ở chùa đó. Thì thực tế là con nói là rất là nhiệm màu, có nghĩa là những cái gì mà con đọc trong truyện cổ tích đó, hầu như là nó hội tụ đủ ở nơi thầy đó, nên con muốn là giống như là bản thân con trải nghiệm, và con muốn đem cái cách học này, cái pháp môn này đến rộng rãi hơn với mọi người. Thì trong cái quá trình con đi trị bệnh cho một số nơi ở trong chùa đó, rồi các hòa thượng cũng có hỏi và con cũng có giới thiệu cái phương pháp này, thì tâm nguyện của con á là nếu như mà có thể sau này con sẽ thành lập giống như là một nhóm để chuyên đi làm từ thiện, để giống như là mình chia sẻ những kinh nghiệm. Từ bản thân con thấy trước đây á, người bạn của con á là một cái vị giám đốc mà bị tai biến á, rồi cái ảnh hụt hẫng, ảnh tự tử nó chết. Rồi một bà chị bà bị ung thư não, nhưng mà bác sĩ nói là nếu mà không mổ thì khả năng sống 7 năm, mà đi mổ một cái lòi mắt ra luôn mà cũng chết. Cho nên những cái giống như là cập nhật trong cuộc sống á, con cảm thấy nó là làm gì đó mà, dạ đúng rồi, bế tắc quá. Nên từ khi con gặp được thầy á, con không ngờ là một bệnh nhân mà như con mà trở thành được một vị thầy thuốc, nên nó là con cảm thấy nó vi diệu lắm. Dạ em cảm ơn. Dạ. Gặp đứa đầu tiên này đúng không? Dạ. Chưa biết là cô và anh chị em. Hốt đi anh em. Chùm gan nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918133635, Hà Nội 0937853823. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0125800 2299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0123218 6688 hoặc 0983581652.